Em nói đi. Em khổ. Em khổ hả? Ủa tại sao em tới thân thần như vậy? Có thể nói cho anh em biết được không? Em bị người ta giận lớn á. Rồi hiện giờ cái ăn nước rồi mà lâu chưa? Mà sao họ ăn nước em vậy á? Dạ, chào cả nhà. Dạ, chào cả nhà. Dạ, chào cô chú, anh chị, các bạn trong qua đồng mạng, trong ngoài nước. Hai anh em con chúc cả nhà có ngày mới luôn vui vẻ và nhiều sẽ bình an. Thì cả nhà ơi, hai anh em con thì cũng muốn quay cho cả nhà xem lắm, do là thời tiết nó thất thường á. Cái hai anh em con không có quay được, mưa hoài luôn. Mưa liên tục không thể nào mà diễn tả nổi nữa, không biết sao mà qua cơn bão này nữa. Thì clip trước thì hai anh em thì cũng cả nhà cũng đã xem đó. Cũng biết rõ nguyên nhân bé sữa cần thiết như thế nào. Thì lúc đó hai anh em trong đầu thì cứ suy nghĩ là mình đốt như vậy rồi bé nó có nhận được hay là không. Thì thật là bất ngờ luôn. Bé nó nhận đồ tất cả luôn. Tại anh em con mấy bộ đồ đó là con ghi tên vô đàng hoàng hết luôn đó. Là bé nó mới nhận được. Nó cái nhà thấy bây giờ đang mưa lâm dâm mà ít nữa đó. Thì bây giờ hai anh em con sẽ làm nghi thức để cho những hương linh mà cái nhà thấy có giặc này giặc kia á, mà không biết là do là tại sao mà hình dáng như vậy, nó cũng không biết tại sao nữa. Thì bây giờ hai anh em con sẽ bắt đầu làm nghi thức nha. Rồi đi thôi cả nhà ơi. Thì cả nhà, hai anh em con thì cũng đã dọn xong nãy giờ, rút ngắn thời gian á cho họ dùng. Bây giờ hai anh em con sẽ bắt đầu nghi thức nha. Rồi đi thôi cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giờ hôm nay anh em con có đứng ở đây. Giờ anh em con có một chút hồng hành, giấy tiền, nhiều mặt, bánh tráng, hương dân nàng. Đây là cổng hành của cô chú, anh chị và các bạn. Gửi cho các vị hương linh phước mạnh ở đây. Nếu mà hiếu thốn giấy tiền, nhiều quần áo, thì đến đây dùng chúng hồng hành này nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình đốt cho họ dùng đi. Nhìn để sẵn rồi lấy lò khò hả? Ừ.
không biết hơn bữa nay nếu ăn hồn ra mới xuất hiện không nữa. Không cháy luôn rồi kìa. Cháy chừng. Không yên tâm. Trời ơi. Mình đi ra. Đi ra cho hỏi dùm này. Ra.
Út bé sữa Út ơi. Hai chú nghe đây nè con. Bé sữa. Ủa sao bé hôm nay đến thăm mình thường xuyên quậy ta? Không học kinh hả? Hai chú chào con nha. Chú chào con nha. Ảnh anh tắt cái lời nè. Ờ, tôi biết rồi, con ngoan quá. Con ơi, bữa nay con rảnh là hả, thăm hai chú nữa hả? Con nhận được đồ rồi à, mấy bạn của con thích đồ đó không ta? Rồi rồi có nói là đồ này ở đâu không? Con nói ông giữ là ở đâu? Mà con ông giữ đâu? Ông giữ đâu? Mày kêu ai hả? Anh Nhân Hồ. Ai kêu mày kêu mày tao vậy hả? Hả anh Giang Hồ không? Em có cái này nè. Em không biết đồng mở nữa. Hôm giờ bạn thấy sao rồi? Hả? Có thông minh được tí nào không? Anh. Vậy là hồi nãy là cậu bé nãy nói là ông giữ là anh đó hả? Ai kêu tao? Hả? Chắc về tao la tiểu tử này quá. Bữa nay tao thấy bạn thông minh rồi nè. Cái dao để hả? Bữa nay tao quá tệ luôn. Quá chị anh. Bị đánh đó. Mày còn nhớ không? Tao nói đó. Nói mày có giúp được tao gì đâu. Nè anh. Khổ lắm em. Nó sao khổ anh? Nói đi, em giúp được, em sẽ giúp cho. Còn tao mà biết, tao nói thì tao bị đánh, mà không nói không được. Không nói thì sao bay sẽ đổi.
Tao hạ một mình tao mà. Cả ngàn người tao biết, hiểu không? Tao không ngầm. Biết gì hả anh? Mà thiệt luôn mày. Lúc tao còn sống á, tao đâu có nhiều chuyện gì đâu anh. Bây giờ tao nhiều chuyện quá. Ở dưới này tao biết. Tao nói thôi. Ăn đi anh. Em gọt hơi. Mày ăn thử đi. Cái gì anh? Ít. Tao nói chuyện với bay chút xíu, lát nữa tao đi ha. Anh có chuyện. Có ăn hộn. Tao giúp cho. Mà đồ giặt ha. Ăn hộn. Mà đồ giặt. À. Bay biết nói chuyện đó. Cái tao. Không biết tao có nên nói cho bay nữa không? Nói đi anh, có gì em nghe rồi em sẽ sửa. Tao nói cái này tao đi ha. Nói nè. Bay còn sống, bay nói cho tao biết ha. Nha. Tao nói không bay. Nếu mà tao nói tao chắc bị đánh nữa. Mà anh nói gì hả anh? Mẹ nè, lúc này là khổ lắm. Khổ lắm bay ơi. Mà nãy giờ em chưa nghe anh nói cái gì luôn á. Mà anh khổ cái gì hả anh? Tao đang suy nghĩ tao không biết tao nên nói không. Nếu mà tao nói thì tao bị phạt nữa đó. Rồi là tiết lộ thiên cơ không được hả? Nó nhỏ cho em tao nói luôn. Tao hà tao đánh thấy mẹ tao cũng được. Tao nói. Tao nói nghe. Nói đi anh. Thôi vậy em đừng nói. Không tao nói mà thôi. Thôi vậy anh khỏi nói đi. Cho bà già bà tánh người ta sửa lại không tao. Bay hồi đó giờ bay có biết thật sống là ai không? Cái gì hả anh? Bay biết thật sống không? Là ai bay biết không? Thật sống? Tao nói luôn cho. Bay không có thông minh đâu, tao nói cũng như không. Là ông ngoại bà ngoại hả? Thường thường nghe mẹ nói là ông ngoại bà ngoại là vật sống vậy. Phải không anh? Bây giờ tao kể cho bay một nghe một câu chuyện. Câu chuyện nó dài không anh? Có gia đình nội.
có ba mẹ già ở nhà yếu rồi, tèm ăn cái này cái kia lắm. Có ba người con đâu biết đâu, làm ăn lắc bát, đi vào chùa và có được gì đâu. Rồi tin tưởng, làm này làm kia, đưa vô chùa. Để mẹ già nha. Nói cho bay biết, đâu phải là người nào cũng tốt đâu. Giống như chùa thôi, đâu phải chùa nào cũng tốt. Ủa anh nói vậy em không hiểu. Em nghĩ ba người đó tốt mà. Tao không biết tao nói được nhiều, tao sợ bị đánh. Tao sợ. Tao cố gắng tao nói cho ai biết. Cha mẹ, ông bà cố bác là bạc sống đó, đừng đi đâu lại chứ. Cứu quyền. Nói cho bay biết luôn, nhằm khi những cái pho tượng bay thấy quỳ xuống lại. Tao nói nhầm thôi nghe. Họ cũng giống như tao thôi, rồi mượn cái hồn ở đó thôi. Rồi bay lại đó là bay lại ai? Lại ma, lại quỷ. Còn những nơi khác là tôm thờ. Như bay biết linh thiêng không? Bay biết cái nào linh thiêng không? Như vậy là thường thường thầy của em nói là ở trong chùa là ma quỷ nhiều lắm luôn. Có đúng không vậy không anh? Nhiều lắm, vô số thầy. Tại vì có Phật nào từ bỏ chứ. Tại vì họ nghe kinh. Bay còn nhớ không? Con bỏ mẹ được chứ ba mẹ đâu có bỏ con được. Thôi sao ta? Thì Phật cũng giống như vậy thôi. Bay nên nhớ điều đó ha. Tao nói cái này chỉ là nói mé mé cho bay hiểu thôi, bay thì không hiểu thì tùy bay, hiểu chưa? Chứ khổ lắm đó bay ơi, còn cha còn mẹ phải báo hiếu. Ba mẹ biết không? Ba mẹ khùng điên gì cũng là ba mẹ mình hết. Cái báo hiếu này quen quen ta. Quan trọng á, tao không biết. Thôi tao không nói được đâu. Tao nói như vậy đi rồi tự hiểu ha. Hiểu không? Không hiểu tao đấm một cái. Hiểu không? Nói chuyện với bay, bữa nào tao đấm mày một cái. Rồi, tao nói như tao thương bay dữ lắm, mày biết không? Bay khờ khạo vậy thôi, bay thật thà. Quý á. Trời, cái người khác là tao giọng luôn. Bỏ đi. Bỏ đi đâu anh? Có cái nào bí mật nữa cho em biết được không anh? Để tao suy nghĩ tao có nên nói không mày. Nếu mà tao nói hết rồi bay cho tao cái gì? Anh tặng cái gì thì hai anh em sẽ sắp xếp cúng cho anh. Anh có cần gì không? Mày có nghe cái câu có kiêu phải có lành, mày còn biết cái câu đó không? Giống như bay không? Ai đẻ bay ra? Hả? Ba mẹ bay, ai đẻ ba mẹ bay ra nữa? Bay biết không? Đó là củ quỳ.
dòng họ. Mày nói thật, muôn màu lắm, không thể nào. Chứ là tao về chắc tao lết, chứ tao không có đứng ngồi nói chuyện ngồi gì đó. Hồi xưa nó đánh đâu thấy mẹ tao đâu, nãy giờ tao nói hơi nhiều đó. Tao nói mé rồi đó, vậy cũng đánh đấy. Mày nhớ nha. Thôi bây giờ tao đi, để cho ông Hồng khác tao vô tao trò chuyện. Ông Hồng hả anh? Mày nhớ nha, tao đi thiệt chứ. Ủa nó về mày nhớ nói cho người ta biết ha. Ai không có nói cho người ta nghe được đâu anh ơi. Tại sao? Tại vì ba mẹ của họ nói họ còn không nghe nữa, sao em nói mà họ nghe? Tự nhiên đi ha. Tao nói cho bay nghe như vậy luôn. Ma quỷ lộn xộn, bay tự hiểu. Rồi anh Phan, em muốn có điều nói với anh. Căn nhà của em hiện giờ ổn không anh? Anh đi chưa anh? Anh ờ mẹ cái gì? Đuối quá à. Gì nói với anh Tư? Anh Nhân Hồ. Nói cái gì? Nói ví dụ cái căn nhà cái gì? Định nói căn nhà mình tính cúng gì cho họ đi đó, không có cho họ ở đó. Hồi đốt với tiền xong rồi mình vô. Giờ đốt cho chết. Do là trời mưa thất thường. Gì nữa rồi? Làm gì Út? Út làm gì liếm giò liếm tay vậy vậy? Ui, Út có dặn là khai khẩu cho họ nó được. Có chuyện gì? Sao chị nói được nữa ta? Sao không nói ta? Có khi mình giải lộn không ta? Để em giải một lần nữa.
Cho hỏi Hương Linh là ai vậy? Nga. 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 Rồi sao ta? Mình khai khẩu rồi mà. Nga. Để cả nhà con sẽ khai khẩu một lần cuối cùng. Nếu được thì không được chắc con sẽ lấy nước của thầy cho Út uống. Nga. Nói. Cho hỏi Hương Linh là như thế nào hả Hương Linh? Mà có nghe cái tiếng giọng gì kỳ vậy? Nói được. Ủa, cho hỏi là Hương Linh như thế nào? Dạ, Hương Linh đó. Cái gì? Dạ. Dạ. Tự nhiên cái nhái theo nữa. Cho hỏi mèo cái hay mèo đực cơ? Ừ, hỏi anh ta. Mèo trống hay mèo, hỏi anh ta. Mèo trống hay mèo máy? Mèo máy hả? Cảm ơn anh. Ôi nghe được rồi, cảm ơn anh. Không có gì. Ủa sao mà anh em là hình dáng như thế này hả? Cốt em là con mèo. Cốt em là con mèo. Nga. Ủa sao em không đi đầu thai đi? Em còn kiếm kiếp nhiều lắm. Nga. Em còn kiếm kiếp nhiều lắm. Thôi. Nga. Mà có em đến đây có sự giúp đỡ gì đến với hai anh không, hoặc là hai anh có thể giúp đỡ gì em không? Không có cá hả anh? Có cá hả? Cá hả? Em muốn ăn cá à? Không. Nào. Không cúng cá được, tại vì hai anh em chỉ cúng đồ tương không. Em ăn được tương được không? Ủa sao em hiểu? Cái gì vậy? Có gì nói đi, hai anh em muốn giúp được thì hai anh em sẽ giúp. Rồi nữa rồi, tới công chuyện nữa rồi. Rồi đâu đây, cô lăn làm được mà không thấy đường. Em nói đi. Em
em khổ hả? Ủa tại sao em tới thân thần như vậy? Có thể nói cho anh em biết được không? Em bị người ta giận lớn á. Mẹ. Giờ hiện giờ cái nặng nước rồi. Mà lâu chưa? Mà sao họ nhận nước em vậy? Hắn thật á. Ủa? Sao lúc đó em không chạy đi? Em đau hả? Vậy là họ nhận nước em để ăn thịt. Rồi cạo lông nữa. Rồi cắt cổ. Rồi chặt tay chặt trò. Thôi. Bây giờ cũng hữu duyên tới đây rồi. Bây giờ nhang thì dần hết rồi, hai em không ở tiện ở nơi đây lâu. Mà em à, nghe là hai anh đi, em đi tu đi. Hả? Em muốn đi, em muốn nghe anh đi không? Em cố gắng tu đi em. Em đừng có buồn, có hai anh ở đây mà. Cố lên anh cái trước em giống hệt anh vậy đó, em cũng là con người á mẹ. Kiếp trước rồi bây giờ em là cái gì? Hồn ma lang thang hay là cái gì anh không hiểu? Còn nhớ luôn á, có 5 người ăn năm. Ủa sao mà rồi hiện giờ cái em có biết là cái xác của em ở nơi đâu không? Ăn bỏ xuống luôn rồi, bỏ xuống sông luôn á nha. Vậy như vậy hai anh em có thể giúp đỡ gì em được không? Không. Ủa? Em còn nhiều kiếp lắm. Ủa sao mà em sẽ đi đầu thai con người hoặc là con này con kia đi? Ủa chết, con này con kia em bị ăn thịt nữa. Ủa vậy em đỡ cái gì? Em chưa đi được. Tại sao? Mèo. Tại sao em chưa đi được? Mèo. Vậy là chắc em muốn đi tu. Vậy em cố gắng nghe em cãi ông anh nữa nha. Em nói đi anh nghe. Em biết anh là người tốt mèo. Anh kêu đừng có ăn thịt chống em nha anh mèo. Ủa anh đâu có cấm họ được đâu anh em.
anh đâu có kêu họ được đâu. Là họ chặt giò chặt tay vậy đó hả? Giờ họ có như vậy họ có tội gì không? Họ sẽ nhận của anh luôn. Vậy là gọi là lực nhân quả phải không em? Thôi em đi đi. Em đi đi. Để xá cho Út. Xá cho Út yên đi. Tại vì sợ thứ nhất là nhang mà tàn rồi là Út không về đây được. Em ở đây em đỡ anh nha. Thôi em đi đi. Ở đây không được đâu. Thôi Út không có lên, không ở đây được. Cho em nói em đi nha. Nói đi em. Nhanh đi. Mà em gặp anh nha, em nói cho anh biết nha. Em đi đi. Cô đứng thở trời. Không còn tim còn đập. Tỉnh Út. Thôi hãy đứng dậy đi về đi. Cái gì anh Tư? Cái gì thì ngày mai sẽ biết. Vì đi nè. Cái nhang tàn rồi, không có nên ở đây lâu. Nhờ đèn cày còn cháy á. Là cái gì hả anh Tư? Hả? Cô gần vậy. Thôi đi nè. Đi. Đi. Sẽ cố gắng đốt này cho được. Ôi em mệt quá à. Đứng dậy nha. Đi hết nè. Thôi mệt. Đi. Cả nhà anh em sẽ có ngừng clip ở đây cả nhà. Cái chuyện gì vậy anh Tư?